Ở vô thẳng các bạn ơi, gió quá trời gió, mình xuống trên lèo, mình xuống trên lèo lại. Hai con làm giống nhau chứ hả? Mới làm hai con làm ngày xong hai con hả? Vậy dữ hả? Làm mấy người tôi cha con dán hả? Hả? Làm mấy ông dán hả? Hay sao? Em dán chứ mà ông dán. Làm gì lẽ dữ vậy? Ngày làm hai giờ thuẫn mày. Sáng giờ hả? Hay sao? Con bên lý nhà nước à? Hả? Con bên lý nhà nước à? Thì chú chuồng nào làm lẽ hả? Sáng, con bên lý lớn, năm mươi. Mà cái này nó hồi cá. Nó nhiều thấy con mình đi nó nhiều thấy này. Ghê vậy? Là bằng ghế là một bè nó nhiều. Là ba con luôn á hả? Ừ. Mình mà làm ghê vậy? Có ai phụ không? Ai nào phụ? Sao ghê vậy? Đâu tới ngày phải không? Mấy sạch thì siêu quá siêu rồi. Năm. Nó làm quá giỏi rồi. Chịu lên rồi đó. Bạn con kia trước. Bạn này. Làm giỏi dữ. Chút sườn luôn luôn hả? Thử mà, thôi vậy. Con sinh đôi luôn. Còn con gì cái lớn vậy lên nó đâu cứ lên là sao mà gặp gió này còn phải. Thử với hai con này thử là thử sao. Lên được một con rồi đó. Gió mạnh quá. Quá khó thả quá, dù thả lên nhào không quá lớn. Nghe dưới hả? Ý đọc dữ ta lấy à. Gió hàng này chịu gì nổi, quá thì con mấy ổng đi về hết hay gì? Về hết chiều này bắt đầu thả ra ngày nó thả rồi. Có con nào thả nổi đâu, nhào quá ráo. Hai bà này chắc chịu nè. Ừ, hai bà này có rồi. Ừ, giờ nãy gió giật như thế kia, cái nuôi đã cấm kìa thả thử. Cấm trong sinh. Mấy cái bao đó đảo qua đảo lại hả? bà lớn bà nhỏ hả? Bà kia nay mai gì gỡ cái giá ra. Rồi, hai cha con, hai con diều. Cặp song sinh luôn, mới làm xong luôn, thử xong rồi đó, dài thả đó.
Rồi video bên đây kết thúc các bạn ơi, bên này quay ít thôi. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha, nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, chào tạm biệt.